Ngày 20 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo các phương thức đưa người từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhưng nhiều đối tượng vẫn lợi dụng nhu cầu về quê của người dân để đưa lậu người về quê tự phát trái phép. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8, đơn vị đã phát hiện 4 vụ đưa người dân rời thành phố trái phép bằng xe khách trên địa bàn để về các tỉnh phía Bắc gồm Quảng Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang và Hải Phòng. Ở cả 4 vụ việc, các đối tượng tổ chức đã gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại với mục đích quảng cáo chào mời, hứa hẹn đưa người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, việc di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác hoặc việc tập trung đông người trên một phương tiện có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.